Nói chung là vợ chồng mình cần cần bán, cũng muốn nợ lần hai nên rất là cần bán. Bán thì nhà mình nói trước cuối đồng là không có bán đâu. Ví dụ các bạn cứ hỏi, không dẫn khách, hỏi dẫn khách là mình không thích. Tất mong tất cả. Thôi 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 Huấn này, cầm mẹ lắm mồm đi. Con dài của bố ạ. Con làm là cái gì? Nó làm mà cấp tỉnh nó quan hệ nhiều lắm con ạ. Thôi chấp nhận là của đi thay người. Nó là một cái bài học. Còn con đừng lên mạng con khóc, cuối cùng nó kiện lại cho nó lừa thêm cho con, gọi là một tí nữa thôi con lại dính nhựa đấy. Chứ con chỉ được cộng đồng mạng, cộng đồng mạng làm là cái gì? Con xúi giục người ta vào những trang cá nhân của nó lém gạch rồi mọi thứ. Đấy là đang phim pháp luật đấy con ạ. Thôi bỏ đi mà làm người con ơi, thật sự luôn đấy nhá. Bỏ đi, thôi chấp nhận mất. Lừa người ta mãi rồi, bây giờ núi cao hơn mà. Chưa tài đâu, tỉnh mộng đi con nhé.